Rồi, chào các em. Hôm nay có một cái hậu duyên thì sếp có một cái nhân duyên được gặp thầy Khải Toàn mà. Nhưng mà giống như khi người ta có cái duyên là gặp nhau nhiều khi không phải là thời gian, qua cái cảm và qua những cái việc làm thì trong thời gian qua thì sếp được gặp thầy, học hỏi được rất là nhiều về cái việc mà trước đây mình cũng có quan tâm, nhưng ở cái mức độ là mình biết có cái việc như vậy, nhưng mà mình chưa có, sếp chưa từng được gặp người thầy. Mà thực sự là cái ngày đầu tiên gặp thầy mà thầy đã cho ra thấy được những cái đáp số mà do chính sếp đã trải qua, mà chưa từng biết sếp là ai. Để qua cái bộ môn gọi là tử vi bát tự là một cái môn khoa học mà nếu như người bình thường thì chúng ta nghĩ là nó có người thì nghĩ nó là bói toán, nhưng đối với sếp thì nó là một cái môn khoa học mà của phương Đông mà xuất từ Trung Quốc. Một chút xíu chúng ta sẽ nghe thầy giới thiệu rồi chia sẻ thêm. Ngoài ra thì thầy còn là một người thầy về phong thủy địa lý, nhưng không phải về tâm linh mà về cái khoa học phong thủy, về những cái hướng thì thầy chia sẻ và cũng đã giúp cho sếp kiểm tra kiểm định lại tất cả những cái nơi ở, nơi làm việc mà rất là tuyệt vời. Nhiều những cái kiến thức của thầy rất là uyên thâm, học được rất là nhiều. Thì ngoài ra thầy còn có một cái bộ môn, đó là quan điểm của thầy là mỗi người sinh ra có ngày tháng năm sinh và giờ sinh, và cái giờ sinh cũng đặc biệt quan trọng, và cái tên thì mỗi người sẽ có bốn cái yếu tố đó để quyết định một cái định số. Định số này là cái mà theo cái thuyết tử vi thì nó đã quyết định như vậy rồi, thì nó là như vậy. Tuy nhiên trong cuộc sống thì chúng ta lại còn có học, có hành, có đạo, thì những cái đó nó sẽ giúp cho chúng ta cải được cái định số của mình một phần nào đó cho nó tốt lên. Thì cái môn của thầy là nó sẽ giúp cho chúng ta nhìn thấy cái điều đó, và mình sẽ tin vào bản thân mình hơn, những cái công việc mình làm, những việc mình sống để mà mình sẽ nỗ lực. Và ngoài ra thì cái môn thiền định thầy sẽ giúp cho mình gọi là khai mở cái bên trong của mình. Mà cái môn này thì các bên Phật giáo, các hòa thượng, đúng không, các sư thầy, cũng như là những cái môn như là yoga của bên Tây Tạng, Ấn Độ gì đó, thì người ta, đó là cái môn mà cũng trên thế giới này rất là nổi tiếng, mà phương Tây giờ người ta cũng áp dụng đó. Thì thầy là một thầy mà có ba cái việc, cái kiến thức, cái trí tuệ, cái nghiên cứu phải nói là rất là tuyệt vời. Thì hôm nay cái mục đích giới thiệu đến thầy với các em là thầy cũng rất là mến mộ sếp trong cái việc của công ty mình đang làm. Nó liên quan đến con người và giáo dục, cho nên thầy thì lại cũng có một kiến thức về khoa học, về truyền thông, công nghệ. Thầy xây dựng được cho mình một cái kênh YouTube, thì hôm nay là cũng là cái nhân duyên mà chúng ta được gặp thầy. Không phải là dễ gặp đâu, thầy không phải là dễ gặp bởi vì công việc thầy rất là bận rộn. Mà thầy dành thời gian ngày hôm nay đến chia sẻ với chúng ta thì cũng cần đầu tiên cảm ơn thầy. Như vậy thì chắc xin dừng lại thời gian này của thầy. Dạ. Hầu hết các bạn không biết đây là cái gì, chưa có trong tàng thức của mình, nên những kiến thức mà mình dùng á, nó chỉ là hữu hạn, nó chỉ là tạm thời, mà kiến thức không thể nào mà dùng tất cả mọi nơi được. Nên ở đây thiền định có nghĩa là một cái phương pháp làm cho cái tâm hồn mình lắng lại, cái ly trà này nó màu vàng,
giống như tâm của mình lúc nào nó cũng khuấy lên hết. Khi mà mình ngồi lắng xuống thì cái ly trà này để 24 tiếng sau thì cái phần lắng động nó lắng xuống, phần trong nó sẽ lên trên. Mỗi một ngày mình ngồi thiền thì cái tiêu cực của mình nó sẽ lắng nhẹ xuống. Một ngày là nhân, một năm là quả. Muốn biết như thế nào thì các bạn tự ngồi thiền, tập ngồi thiền, hoặc là mình ngồi trên chiếc ghế của mình nhắm mắt, mình hít thở vài hơi. Thì đây là một phương pháp trong cuộc sống này đối với Khải Toàn đi. Phương pháp và phương tiện. Ở đây anh Sơn không thiếu phương tiện cung cấp cho các bạn làm. Quan trọng là phương pháp như thế nào. Tại sao người ta làm được, mình chưa làm được? Có nghĩa là mình chưa tìm đúng phương pháp. Về thiền định, có bạn nào thử ngồi thiền chưa ạ? Thiền sư nhất Thích Nhất Hạnh có nói, đừng để là nạn nhân của cơn giận dữ. Ví dụ đi, người ta nói tu tâm dưỡng tánh. Cái tánh là cái gốc, tánh hiền, tánh dữ. Ví dụ là không chưa lần đầu tiên gặp các bạn đây, lần đầu tiên gặp anh Khang luôn. Anh Khang nó là sinh ngày 9 tháng 9 năm 89, thì dịch ngày tháng năm ra thành cái ngũ hành. Thì bây giờ đó là định số, ngày tháng năm sinh đó là một cái người rất là bảo thủ cố chấp, đáng tin. Thế thì nhìn vô ngày tháng năm sinh là nhìn hết cả một cuộc đời một con người. Nếu mà hai người sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm thì sao? Cái tên nó sẽ thay đổi một phần nào đó. Thế thì là đó gọi là định số. Phong thủy gọi là định số, Phật pháp gọi là số mệnh. Vận mệnh thì có thể thay đổi được. Trong 100 người cái mệnh mà dễ chắc trở đường tình cảm thì có khoảng 2 đến 4 người là vượt ngoài cái đó. Anh Sơn là một trong số hiếm vượt ngoài cái đó, là tại vì ảnh đã dùng cái pháp bố thí vô ý. Nhìn vào ngày tháng năm sinh, lần đầu chưa gặp phải gửi ngày tháng năm sinh qua xem coi cái người này phải là có đủ khả năng giúp hay không. Giống như là mình nhận học viên vô, mình phải đủ khả năng. Thế là nhìn vô người này là một người bao giờ không bao giờ thiếu tiền của cả. Đó nó nằm sẵn trong cái ngày tháng năm sinh. Thế thì người này dễ chắc trở đường tình cảm. Nhưng mà khi gặp thực tế, khi trò chuyện thì mới thấy là trong đời sống quá khứ anh đã dùng cái tấm lòng của mình để trao dồi kiến thức và để giúp đỡ mọi người. Nó cải biến được một phần về cái đường tình cảm. Thế thì ngày tháng năm sinh của mình là định số, nhưng mà số mệnh là mình thay đổi một phần do cái cách mình tu dưỡng. Thì người ta nói là tánh là cái gốc, tâm là nó bị sao động theo hoàn cảnh. Để thay đổi được cái tánh và cái tâm đó, mình phải điều phục được cái gì? Cái tâm của mình bằng thiền định, là bằng cái tâm nó bình tĩnh, nó nhẹ nhàng, nó lắng động mỗi ngày mỗi ngày. Hôm nào mà mình gấp gáp, mình đi ra đường thì mình dễ quên đồ. Mà hôm nào mà mình bình tĩnh thì cái gì mình nhìn nó cũng sáng suốt. Thế thì bây giờ ngày tháng đã nói là nghiệp lực là như thế nào. Ví dụ là anh Khang, lấy ví dụ anh Khang là người là ít bao giờ đau buồn chuyện tình cảm. Là có người dễ đau buồn chuyện tình cảm là trong mệnh nó có sẵn cái đó. Thì mình biết được cái tính của mình. Ví dụ anh Khang luôn là người là lời nói dễ gây sát thương đối với người khác dù không cố ý. Lời nói, thế thì mình biết được là cái tính của mình là như vậy. Thì mình cố gắng mình điều phục, mình chỉnh lại cái lời nói của mình. Thì chỉ có cái cách đó mới giảm được cái không tốt. Thì bây giờ phong thủy đối với Khải Toàn nó cũng là một phương tiện. Ngồi thiền là một phương pháp lẫn phương tiện để giúp mình cải biến cái số mình nó may mắn, nó tốt hơn. Nhưng mà ở đây là không thể nào vượt khỏi nhân quả. Nhân quả là cái gì? Nhân duyên là cái gì? Mọi điều kiện hội đủ cho mình gặp nhau phần này là cái duyên. Chỉ làm theo cái gì? Mình trao cho người ta cái điều tốt. Tự nhiên thì mỗi người góp ý một tí. Thế thì phương pháp đầu tiên của các bạn áp dụng là gặp bậc thiện tri thức. Gặp người có năng lượng, có cái tri thức người ta trao cho mình. Thế thì bây giờ những cái người mà không có tôn giáo và không có tâm linh á, thường nhìn sự vật qua mắt và tai. Xin lỗi, mắt và tai có rõ lúc nào làm sao nhìn xuyên qua được cái này. Nếu mà mình nói là mình mắt thấy tai nghe mình mới tin, thế thì mình rất là dễ bị lừa.
càng dễ tin vào mắt tai thì càng dễ bị lừa. Giả dụ có nhiều loài không nhìn bằng mắt, không nghe thành tai, con dơi nó đâu qua đầu mắt. Thế thì người mà có tin vào tâm linh, tôn giáo, người mà tin vào thiên địa quỷ thần, tất cả những nơi thường xuyên, cả thường xuyên đi xa, ngủ lại một mình khách sạn, mình cứ khấn trong đầu, mình tin, mình khấn, không hại ai cả, thì mình dễ được hỗ trợ. Chẳng qua cái cõi của mình là cõi 3D, mình nhìn với nhau bằng mắt là cõi 3D. Thế thì mình tin, mình tính, mình luyện tập một cái phương pháp, mình có thể ở một cái tần số khác. Thì thiên địa quỷ thần là một cái tần sống khác, giờ mình chuyển cái kênh này nó qua cái kênh khác, chỉ đơn giản là vậy thôi. Thế thì tin vào thiên địa quỷ thần là một phương pháp, một phương tiện nữa. Cuối cùng là mình tìm tất cả những phương pháp và phương tiện cho cuộc sống của mình nó dung hòa hơn, chứ không có gì cả. Ví dụ một bạn nào đó nói ngày tháng năm sinh mình thử à? Gì? Dạ. Nhanh lắm. Mình là người dễ trắc trở trong tình cảm, nên đừng có hy vọng nhiều về tình cảm. Dạ. Rồi, chị có muốn hỏi gì không? Đúng không? Ví dụ mình thiếu mộc thì mình mới biết là sáng sớm mình từ cái gì mà thường xuyên bên mình, màu sắc ăn mặc, trang sức, giày dép, giỏ sách, khăn mặt bằng chải đánh răng, mọi thứ thì mình theo cái mộc á. Hiện nay nó không phải là một cái phép màu, nó chẳng qua là cái cơ thể, cái mệnh của mình, cái cơ thể dễ liên quan đến bệnh về hô hấp, đường ruột. Thì những cái mật mã trong đây nó dễ liên quan đến cái cơ thể của mình, thì nó không có hấp thụ được tất cả những cái từ trường mà mình bị kỵ, thì mình thiếu thì mình mới bù vô. Đời này người ta đi kiếm người ta thứ người ta thiếu, chứ không ai kiếm thứ người ta dư. Thì mệnh thiếu theo ngũ hành là dùng để cân bằng lại. Nếu mà mình dùng nhiều thứ bằng mộc thì mình thoải mái hơn, là dùng nhiều thứ bằng hỏa thì cái màu nâu nó là khổ, thì mình dễ có bị kém hơn. Thì mình dùng cái mệnh khuyết thì cái may mắn nó tăng, cái xấu nó giảm, nhưng mà theo thời gian, nó không phải là phép màu. Giống như là mình học đi, nếu mà mình học siêng, mình học nhiều thì mình mau biết chữ tiếng nước ngoài hơn. Thì bây giờ cái lời khuyên chẳng qua là mình dùng phương pháp mệnh khuyết, mệnh thiếu mộc hoặc là thiếu thủy là một phương pháp giúp cái vận của mình nó tốt hơn. Hai nữa là mình phải giảm bớt cái tánh bảo thủ của mình. Bảo thủ là cái gì? Cái tánh, để giảm được cái tánh bảo thủ thì người đó là tu tâm dưỡng tánh, là cái tánh là cái gốc, cái tâm là mình phải tu, là mình phải đọc sách, nghe pháp thoại, ngồi thiền thì mình cảm được, mình hiểu được cái lý á. Thì khi mình gặp cái sự á thì cái lý cái sự nó mới viên dung. Còn bây giờ mình nói là tu sẽ giảm, nhưng mà mình nói thôi, mình không có cái phương pháp và phương pháp là một chuyện mà mình còn tốn nhiều thời gian để mình rèn luyện nữa. Đó, còn về bình thường mình ngồi trên chiếc ghế nè, ở đây thì có rất nhiều loại ghế. Nếu mà cái người thiếu mộc thì ngồi trên chiếc ghế màu xanh lá, người thiếu thủy thường á là có một cái phương pháp đơn giản là người sinh mùa xuân là dư mộc thiếu kim, ví dụ là từ tháng 2 cho đến tháng 4. Người sinh mùa hè là nóng, rồi từ tháng 4 đến tháng giữa tháng 7 dương lịch thì thường là dư hỏa thiếu thủy. Những cái người sinh mùa hè đa phần tính cách khá là nóng tính, họ là cái lò lửa rồi. Người sinh vào mùa thu thì thường là dư kim thiếu mộc. Thì cuối cùng người sinh mùa đông đó là dư thị thủy thiếu hỏa. Thì cái người sinh vào tháng 11, tháng 12, tháng 1 dương lịch, sinh tháng cuối năm á, thì cái tính cách á, thường là dễ an phận và ít cầu tiến.
Ngược lại, người sinh mùa hè thì cái tính lúc nào giống như cái lò lửa gì đó, không bao giờ mà chịu ngơi nghỉ hết. Thì đây là một cái cách tính đơn giản trong nhiều cái phép tính. Thế thì chi ở đây là sinh cái vào chuyển mùa, thì 4 tháng thìn tuất sửu mùi là 4 cái tháng mà nó có nhiều thổ, là cái thời điểm chuyển mùa, thì mình phải tính thêm cái yếu tố khác nữa. Hỏi thêm cái này. Dạ. Là cái phong thủy hình như là anh nhận thấy nó có cái yếu tố này nữa nè. Dạ. Ngoài vấn đề kim một thì hỏa thổ thì cũng nói á. Dạ. Ví dụ như là nói riêng là thiếu thủy với thiếu mộc. Dạ. Thổ với hỏa với kim nó là ok, nhưng mà thiếu thủy với thiếu mộc, đúng rồi. Dạ. Là từ nhỏ lớn, là từ lúc mà biết đó, là sẽ thích cây xanh, thích cây xanh, công ty phải có cây xanh ở nhà, với cây xanh thích là và thích có hồ nước, thích gần sông, như vậy cái này nó tự có, mà khi mà xem ra thì xếp là thiếu thủy thiếu mộc, đúng rồi, mà không có thích hỏa, không thích hỏa thì cái này nó có cái này không, thầy là có đúng không ạ? Yeah. Tức là khi mà nói như vậy đó, thì bây giờ hàng ngày lúc mà mặc áo á, là những cái áo đỏ là gì, xếp dẹp qua một cái ngăn tủ, như là xếp đó không mặc được. Cái áo đỏ mà là hồi xưa thích màu đỏ, nhưng mà giờ bỏ màu đỏ, cố gắng mình chọn cái áo này. Tức là khi mình đã nhớ cái đó rồi, có nghĩa là trong đầu mình nói là mình đã diêu hỏa rồi, tính mình nóng rồi, mà mình thiếu thủy thiếu mộc, thì mình mặc cái này vô là tự nhiên mình tự cái ấm thì mình làm mình phải như thế. Nó có tác dụng không? Có à, có nghĩa là mọi vật đều có cái từ trường là cái gì, là cái khí xung quanh cái một cái nơi nào đó. Ví dụ mỗi ngày mình về nhà, mình thích ngồi chỗ này, mình không thích ngồi chỗ kia, là cái từ trường chỗ này nó hợp, từ trường chỗ kia nó không hợp. Thì cái vật mà nhỏ thì nó từ trường ít, cái vật to thì nó từ trường nhiều. Trong phong thủy về cái địa lý đi, mình chia ra hai cái đi, thấy được là ban đầu. Tính toán được theo thời gian là lý khí, thì thấy được là hình sắc. Ví dụ là cái người mà ngồi ngay mình cứ cảm nhận tất cả khối văn phòng của mình, cái người nào mà ngồi đối diện cửa ra vào, hoặc là sau lưng cửa ra vào, hoặc là gần cái chỗ nhọn của cái cột á, là cái người làm việc kém hơn những người khác. Hình sắc hình sắc, nghe ồn là thanh sắc, ngửi hôi là vị sắc. Đây là cái phương pháp về cái thuật số học rất là đơn giản. Thì các bạn tự cảm nhận, toàn chỉ chia sẻ thôi, tự cảm nhận lại. Vì sao? Cái luồng khí từ cửa thì nó xông vào, mình dễ mất tập trung. Chỉ là những cái người đó dễ kém hơn. Cái người nào mà yếu hay bị trúng gió, ngồi vô đó là dễ bị trúng gió. Cái đó là cái luồng khí, đúng thầy. Dạ. Dạ rồi, cái 27 tháng 4 năm 96 anh Nhật là của ai ạ? Dạ, của em. Dạ, mệnh khí kim thì nhớ đeo cái vòng gỗ là mộc là kỵ. Dạ. Nên kim người yêu tặng Rolex. Dạ. Người thiếu kim là là đeo đồng hồ Rolex là nhiều kim nhất. Ví dụ là càng không quan trọng về ăn mặc bằng ăn uống. Ví dụ là người thiếu mộc là ăn chay, ăn rau xanh, ăn nấm. Người thiếu kim là ăn đồ lạnh, ăn thịt gà. Ví dụ bia, trà đá là thủy, nhưng mà rượu là hỏa. Muốn chi tiết nữa thì lên Google tìm thầy Khải Toàn, tự liên hệ qua Zalo ha. Kim là bây giờ phải đeo màu trắng xám. Mà mình có vào web được không ạ? Có được không? Để một tí đi ạ. Nhiều khi, nhưng mà đôi khi nữa, thiếu sự định tĩnh bên trong. Có nghĩa là không khi nào mà mình được an tĩnh hết, là mình không có chịu ngơi nghỉ, kiếm này làm, kiếm kia làm. Và cái khiếm khuyết lớn nhất của mình vẫn là cái sự kiên trì. Đặt ra mục tiêu để theo đó, đó đối với mình đó là một cái vấn đề. Mình nói là nghiệp lực là cái gì? Là những cái sợi dây vô hình nó kéo mình đi một nơi khác. Và người mà thích giỏ sách quần áo đẹp đi ngang cái cửa hàng là cứ nó bị hút vô cái lực mà
Thế thì mình phải hiểu là những cái nghiệp lực trong cái mệnh của mình, trong tính cách của mình là cái gì để mình đoạn nó đi, đoạn nó từ xa đi. Ví dụ là với mệnh này của mình nè, mình uống bia uống rượu thì nó dễ kích thích cái cơn nóng giận bên trong mình nó lên cao, nên mình phải đoạn nó từ xa. Thì đây là một cái phương pháp để mình đoạn nó đi. Càng nóng giận thì càng nên ngồi thiền. Về nóng thì nó là hỏa. Thì trong cái bản đó mình chia ra con vật không nên nuôi chó, không nên nuôi mèo. Mình cứ thử đi, nếu mà chó nó to mà nó lông vàng thì nó rất là nhiều hỏa. Trên bàn của cái người thiếu kim á thì nên có con gà, con khỉ. Người thiếu mộc thì nên có con mèo, con hổ. Thì cái logo, cái ngành thì nó ảnh hưởng đến cái mệnh thiếu của mình. Nhưng mà các bạn yên tâm, mình nhìn lại, mình cố gắng lắng động lại một hai ngày nào đó để mình nhìn lại cuộc đời của mình. Cuộc đời của mình là một trang sách viết sẵn. Tất cả những cơ duyên mình đưa đến, mình sống với ai, mình ở đâu. Mình nói là đi chọn nhà nhưng mà không có. Nhà nó chọn mình và nghề nó chọn mình. Nhưng mà an lạc hay tự tại là do cái mình nhìn nhận. Mà để mà mình nhìn nhận, mình khai mở cái trí huệ thì không thể nào mà thiếu thiền định được. Các bạn có thể tìm cái quyển sách Hành Trình Của Một Linh Hồn. Thì cái kiếp này là cái kiếp tạm, một trong những kiếp. Có mình có nhiều cái kiếp khác nhau. Mệnh mà dễ có đau khổ thì kiểu nào cũng đau khổ. Tính của mình nóng nảy thì nếu mình giảm được tính nóng nảy thì là mình giảm được cái nghiệp lực rồi. Thế thì phong thủy là giúp mình may mắn hơn về công danh tài lộc, nhưng mà không thay đổi được cái gốc bên trong đây. Chỉ có mình tự tu dưỡng tâm. Đang nói là tâm thiện thì tướng chuyển. Có nghĩa là khi mà mình nghĩ, mình không nghĩ xấu về ai, khi mà mình nói năng hành động, lời nói, cái gì gọi là phong thủy tốt? Mình mướn, mình thuê, mình tạm, trên pháp lý thì nó là của mình mảnh đất này. Nhưng mà thật ra không phải, mình đang ở tạm cái mảnh đất. Những gì người cha, người chủ tạo ra, nói năng, hành xử, ngay cả ánh nhìn, ngay cả suy nghĩ bên trong chưa kịp nói ra nữa, tất cả đều sản sinh ra cái khí, thì giúp cho cái mảnh đất đó vượng khí hay suy khí. Mình nghĩ lại, hiện tại trong nhà của mình, hiện tại năm trước và 3-4 năm trước, vì sao cái vận khí của nhà mình kém? Nếu mà thường xuyên mà quạo vọ lẫn nhau thì mình sản sinh ra cái khí tiêu cực cho cái mảnh đất đó. Nên á, mới có câu là người phước ở đất phước người phước ở. Có nghĩa là mảnh đất nó ảnh hưởng cái từ trường của những con người. Mình nếu mà là trụ cột, nếu mà là mình không là trụ cột đi, mà mình bị khuấy vào một cái dòng xoay mà bị vận khí xấu á, ít nhất mình có thể tách ra được, nhưng mà mình không thể can thiệp được. Chỗ này thầy cho xin chia sẻ thêm chút xíu. Dạ. Cái câu chuyện như này nè, nó hay ở chỗ này nè. Ta nói đất làm chuyển đổi. Dạ. Câu này nó cũng ứng vào trong cái nghiệp tài của nó. Dạ. Tức là cái đất làm cũng như là cái nơi đó có cái từ trường làm. Con chim thì nó bay nhờ từ trường, nó sống nhờ từ trường đưa nó đi. Cái nơi nào mà từ trường tốt thì nó sẽ đậu, là đất làm chuyển đổi. Cái thì thầy nói là phong thủy là từ trường. Yeah. Lời mình nói ra nó có từ trường, tức là nó có năng lượng đó. Mà năng lượng thì nó phát sinh từ trường vật lý. Những cái màu sắc thì nó phát sinh ra từ số sống. Yeah. Nó cũng tạo từ trường. Màu đỏ thì là hỏa, từ trường hỏa. Thì và nó ứng vào cái việc là nếu như giả sử trong công ty này mọi người đến đây làm việc với ánh mắt yêu thương, với cái gương mặt rạng rỡ, với cái nụ cười chào hỏi, thì nó sẽ là cái từ trường tích cực, nó là từ trường lành, thì nó sản sinh ra một cái cộng hưởng, mấy trăm con người đây nó sẽ tạo ra một cái từ trường lành. Và chúng ta ở đây một thời gian thì chúng ta sẽ tâm an. Giả sử như công ty mà bây giờ vô mọi người căng thẳng với nhau, phe cánh, nói xấu, chia rẽ, hằn học, bất mãn, thì nó sẽ tạo ra những cái từ trường âm tiêu cực. Mà chúng ta ở đây chúng ta cũng mệt mỏi. Yeah. Rất là chịu độ. Nên cái điều này nó phong thủy, nó ứng vào cuộc sống thì sẽ thấy như vậy. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi.
nên mình phải xây dựng văn hóa, mình đi ngay từ đầu sẽ xây dựng văn hóa. Nên gần đây sau 2 năm dịch tới này, yeah. Như em này nè, em đeo khẩu trang, yeah. Đâu biết cái tuổi nó buồn đâu. Yeah. 2 năm rồi nó tạo ra cái không khí là hình như quên cái nụ cười rồi, mà cái nụ cười đó là anh xây dựng mười mấy năm nay ở công ty cho học sinh, yeah. Mà sau cái dịch xong thấy cái gương mặt không thấy cười nữa. Cái anh yêu cầu bộ phận nội bộ là lắp cái gương ở phòng thang máy, rồi gương ở các văn phòng. Là bây giờ mình đi ngang bắt phải nhìn vô cái gương để xem gương mặt mình xấu hay là đẹp. Chỉ cần cười lên mà trang điểm nhưng mà lại không chịu cười, yeah. Đúng không? Thì cũng là cái câu chuyện nó ứng vào cái đó, cũng là phong thủy chứ không phải phong thủy là cái gì đó ma thuật cái gì không thầy. Thuật số có nghĩa là người ta kết hợp từ nhiều ngàn năm, từ nhiều trường hợp người ta đưa ra cái kết quả tạm tính, thì dựa trên đó đây là một cái định số, nhưng mà nó vẫn có sai sót là trong quá trình họ sống qua cái tên nó vẫn có sai sót, nên vẫn có thể cải được, nhưng mà cải được qua cái cách sống chứ. Ai à? Dạ anh à. Rồi, anh sinh năm Quý Hợi, tháng Mậu Ngọ, ngày Nhâm, anh cũng sinh ngày Nhâm thuộc hành Thủy, sinh ngày Thủy mà sinh tháng Hỏa, đây được xem là xuất khổ. Mình sinh ngày Thủy mà mình sinh tháng Hỏa, có nghĩa là trong tứ trụ thì cái trụ tháng nó có cái lực mạnh nhất. Mình sinh mùa hè, mình sinh tháng Hỏa, tiết khí hạ chí giữa mùa hè, mình là một kho hỏa. Tính rất là nóng. Nói về cái tính chất của cái ngày thì mình hướng ngoại, mình hành cái vận quá nhiều mộc hỏa mà mình kỵ mộc hỏa, thế thì nó có nhiều trở ngại khó khăn. Thường là mình không đạt được theo cái kỳ vọng, theo cái mong muốn mình đã cố gắng, thì mình hiểu được nó là thời vận. Có những việc mình cố gắng hết sức mà mình vẫn không đạt được là do nó không có đủ duyên và cái thời vận mình kém, thì mình nên cách còn lại gì? Nên thuận duyên. Người mà biết tùy duyên theo hoàn cảnh là người tự tại. Thì ở đây trong thời vận này, nhưng mà sau đó sau 44 tuổi thì tốt hơn rất nhiều. Nên ai có ý thân với này thì thân trước đó 1-2 năm đó. Anh là bộ phận gì ạ? Dạ, có nghĩa là nhìn từ ngoài vào mà căn nhà hàng xóm bên tay trái, bên tay trái mà cao hơn bên tay phải là nhà đó là nữ quyền. Nó có một phương pháp. Còn từ trong nhìn ra thì nhà, nói chung là khi mà mình ngồi mình nằm á, thì tất cả bên tay trái là bên thanh long, nên bằng hoặc cao hơn bên tay phải thì nó được gọi là tốt. Nên nếu mà mình có bàn làm việc, mình có cái màn hình á, thì mình dồn qua tay trái. Thì nếu mà mình thiếu kim thì trên bàn của mình á, MacBook, Apple, MacBook đó rất là nhiều kim. Đầu kim loại, thủy tinh là thủy. Tính mệnh của mình là mệnh thiếu mộc và một ít hỏa, kỵ thủy. Người mà sinh cuối năm mà lá số thủy nhiều như cái chị này thì dễ đa sầu đa cảm, dễ bị lụy chuyện tình cảm, thì cái bí quyết là không nên mong cầu chuyện tình cảm. Không cầu nữa. Không có mong cầu. Đúng không? Mình có một cái mật mã. Mật mã này gọi là mật mã cô thần quả tú. Trong nhiều năm xem mệnh thì cái mật mã cô thần quả tú này nó liên quan đến tình cảm trắc trở, dễ cô đơn, đồng tính và làm thầy. Thì trong nhiều người về cái mật mã về đồng tính thì khoảng 100 người thì có khoảng gần 10 người xuất hiện hoặc là ít quan tâm chuyện tình cảm. Nhưng mà cái mật mã nó có cái khẩu quyết là năm Tuất gặp Hợi là cô thần, gặp Mùi là quả tú. Mình sinh tháng Hợi, ngày Hợi và giờ Mùi. Có nghĩa là mình có những cái mật mã là sao? Chữ này nó gặp những kia, nó phát sinh ra cái mật mã thì nó cho ra những cái thông điệp đó. Thì ở đây người mà có mật mã này nếu mà làm về giảng dạy thì rất là tốt.
rất là tốt về cái mật mã đó. Hoặc là cũng có thể là về là những tu đúng không? Tức là nhà cũng được, cũng được à. Là những căn tu. Dạ. Dạ. Rồi cuối cùng là cái người mà dư thủy như mình á thì không nên xử lý theo tình cảm cảm tính. Có nghĩa là bây giờ là xin lỗi. Bây giờ là tay của mình á, các bạn nhìn cái tay của mình nó có ba cái đường ha, đường trên cùng, đường giữa và đường dưới. Dùng cái tuệ để nhận được cái sự việc chứ không phải là dùng cái khoa học. Thế thì với tất cả những cái người bệnh hoặc là cái người đau khổ á, mình mà dùng cái cảm của mình để mình chuyển hóa thì mau lành hơn. Mà để đạt được điều đó thì đọc sách, nghe người giảng, nghe pháp thoại thì mình có được cái lý, ngồi thiền và cuộc sống hàng ngày để mình kết hợp vô. À, ví dụ anh Sơn rất là tin vào thiên địa quỷ thần và mình tin, mình tính và mình sống cùng. Thế thì mệnh của mình là mệnh tốt về cái này, không tốt về cái kia, nhưng mà rốt cuộc thì hiện tại, chưa nói đến tương lai, hiện tại đang tốt cả nhiều cái vế. Thì đó là một cái minh chứng để các bạn có cái cơ sở để mình lựa chọn cái phương pháp để mình theo thôi. Anh xin cho thầy chia sẻ. Dạ. Trong câu chuyện của thầy á, là mình chứng minh được hay không? Thì anh có cái câu chuyện này nè, là con người ta, chúng ta nhìn thấy cái này là sự thật. Nhưng mà giả sử chúng ta bị nhắm mắt lại, chúng ta bị tai lại, giống như bị mù, đúng không? Và chúng ta nói chung là không cảm nhận được, không nhìn thấy được, không nghe thấy được, không có cảm nhận được. Giả sử là như vậy, có một cái khuyết điểm nào đó trên cơ thể chúng ta không có được những cái đó. Thì giả sử bây giờ nói, bây giờ trong phòng này có anh Tuấn, có anh Tiến, tin không? Thì chắc chắn người đó sẽ trả lời không tin. Có thấy đâu tin, đúng không? Đây là cái người mà người ta không nhìn thấy bằng mắt. Mắt này nó dùng ánh sáng để nó đưa vào và nó giải mã trên bộ não chúng ta, là có cái anh Thảo đây, có anh Tiến đây, có Đức ở đây, có Khang ở đây, đúng không? Và đang nói chuyện gì đó dùng cái tai để nghe, để giải mã cái âm thanh, dù cái não nó xử lý cái ngôn ngữ. Mà giờ mình không có cái này, không có cái này thì bây giờ nói mình đâu tin. Thì cũng tương tự như vậy, là như thầy nói là Phật là không phải nhìn bằng mắt này, mà Phật nhìn bằng cái tuệ. Tuệ là con mắt ở bên trong, con mắt bên trong là có thể cảm được sâu xa ở trong cái nước này nó có vi khuẩn mà lúc đó chưa có kính hiển vi. Đó là câu chuyện của thầy. Thì trong cuộc sống không lấy Phật ra để so sánh. Giả sử trong công ty đi, mọi người thỉnh thoảng thấy sếp có những cái góc nhìn, có những cái khái niệm mà nói ra nhiều khi mình không biết, mà nói chung mình hiểu ra thì sếp lại thấy cái đó rất rõ, đúng không? Nhưng chúng ta thì không thấy được ở bên trong. Nhìn cái này thì ai cũng thấy, nếu mà mắt 10 trên 10, 8 trên 10 đeo kính cho là thấy. Nhưng mà để nói một cái vấn đề mà nó trừu tượng thì mắt không có giải mã được, mà cái đầu nó phải giải mã, tức là cái con mắt bên trong giải mã. Thì cái này nó là cái tuệ. Thì thầy nói là cái môn thiền nó sẽ làm cho cái tuệ nó sáng. Thì cái đó là không phải thầy nói không đâu, mà tất cả các sư thầy, cái môn thiền này nó tạo ra cái tâm nó tỉnh, và nó có cái bên trong đó, cái thể tùng bên trong, khoa học nó là thể tùng, là cái trí tuệ nó nằm ở cái con mắt thứ ba gì đó, thì nó giải mã ra cái đó. Tức là nó đọc được không phải là những cái hình hữu vi này, mà nó là những cái hình mà về nguyên lý, về đạo lý, về cái gì đó trong vũ trụ. Đó thì những cái người mà khi người ta đắc đạo rồi đó, người ta sẽ nhìn thấy đó. Và cái đó năng lượng nó siêu nhiên lắm. Làm được những cái việc thần kỳ đó mà người bình thường không làm được. Thì cái đó nó chuyển thể qua phim kiếm hiệp thì nó lại thần thánh quá. Nhưng mà những cái võ sĩ đạo, những cái võ sư mà thiếu lâm tự này nọ, họ tu mà trên núi mà lâu năm đó, là họ có những cái siêu năng rất là dị thường, đúng không mày? Dạ, nói đơn giản thì mình
tập một cái động tác, một cái game nào đó hàng ngàn, hàng vạn lần thì mình có một cái khả năng điều phục cái đó. Dạ. Giống như hai cái anh em gì mà đổi với đầu nhau á. Dạ. Hả? Cái đó tập bao nhiêu lần thì mới giữ được cái thăng bằng đó. Thì cái, những cái siêu năng này là nó làm cái dạng mà khi mà chúng ta nói người bình thường tôi không tin đâu, tôi không hiểu đâu, nhưng mà có những người người ta lại thấy cái điều đó. À, thì hôm nay chúng ta cái đó là chứng minh một cái góc độ là nó là sự thật hay không sự thật là do mỗi người. Cái thứ hai em muốn chia sẻ thầy là bên Nhật có một thầy giáo sư là Emoto Masaru, và cái thầy này là nghiên cứu về nước mà ông dùng kính hiển vi khuếch đại ở cả mấy ngàn lần đó, để ông chụp hình cái quá trình cái tinh thể nước nó sẽ biến động bằng âm thanh, bằng lời nói, rồi kể cả mình viết cái chữ gì đó, mình viết là tôi anh yêu em hay là tao ghét mày, thì những cái chữ này hay là những âm thanh đó là sau đó một thời gian là cái tinh thể nước ông đo được là nó biến dạng. Ví dụ nói anh yêu em thì nó cái tinh thể nước rất là đẹp, mà nó giống như hình trái tim nữa. Còn nó tao ghét mày thì lúc đó mà cho nó nghe nhạc Mozart thì cái nước ấy nha, cho nó nghe nhạc Mozart thì nó sẽ rất là đẹp, hình cận đẹp lắm. Còn nghe mà nghe nhạc rock là nó giống như nổi loạn á, là cái tinh thể nước. À, thì cái này bây giờ là khoa học chứng minh được cái đó, nhưng mà thực ra Phật nhìn thấy đó từ lâu rồi. À, đúng không thầy? Trợ duyên tiếp cho chị Mỹ Trinh 8/2/97. Thường là tính cách nho nhã, nhỏ nhẹ, nhẫn nại, nhưng mà không thích bị áp bức. Ai muốn điều phục được mình khen là mình làm hết luôn á. Người có sẵn sao quý nhân thì kiểu gì cũng gặp người giúp đỡ. Đây là một cái điển hình có sao quý nhân, nhưng mà đồng thời phải tự tái tạo ra sao quý nhân. Ví dụ hàng xóm khó chịu thì mình chịu khó. Người trong công ty bây giờ là tại sao phải toàn không có giỏi gì hết trơn á, chỉ là học nhiều, nghe nhiều, đọc sách nhiều và hành thiền để mình mở ra những cái gì mình chưa thấy. Ví dụ trong công ty có 100 người, ít nhất cũng có mấy người thấy thương, mấy người thấy ghét, phải không? Rồi bây giờ mình không nói mấy người thấy thương, mình nói mấy người thấy ghét đi. Chẳng trong cuộc đời này không có gì là ghét hết, tất cả những gì không hài lòng mình là do mình cảm thấy điều đó không có thoải mái nên mình không hài lòng. Thì nói đối với cái người thấy ghét mà ngoài xã hội với trong gia đình luôn, thì bây giờ nếu mà mỗi ngày mình gặp, mình gật đầu chào và cất tiếng cười một ngày một lần, hai lần, ba lần và thậm chí 100, 1000 lần, thì sau đó mình mà nhìn thấy họ, mình thấy họ rất là bình thường, chứ không phải như là người thấy không ưa là hàng xóm chẳng hạn. Người thấy không ưa là mình gặp họ với ánh mắt hình viên đạn là lãng qua chỗ khác, hay là mình tự làm khó mình. Nếu mà mình gật đầu chào có tiếng cười thì sau rất là nhiều lần mình cảm thấy họ là giống như bao người khác. Một là mình tự giải thoát cho chính mình, hai là 10 phần khó chịu thì ít nhất người đó cũng giảm được 4-5 phần. Đó là cái gì? Cái pháp thứ nhất. Cái pháp thứ hai mà người trong nhà mà cọc cằn mắng mình, người thân này ở đây ai có bị vợ chồng bạn gái không có chỉnh thể được cái tánh của mình đâu. Thế thì khi mà mình bị người nhà mắng thì mình phải thông cảm. Người mà đang nóng giận thì người đang đau khổ, mà họ đang đau khổ họ nói những lời không lành thì mình không thông cảm mà mình đi kích động họ nữa, đúng không? Thì chỉ có nước, nếu mà không nói lời ngon ngọt được thì thôi bỏ đi nơi khác. Thì đó là những cái phương pháp làm cho cái tính của mình nó nhẹ, nó dịu, để cho cái mảnh đất của mình nó thêm sinh khí. Thì với cái bạn Trinh này thì mình là người kỵ một hỏa, mà mình đa phần mình hành vận nó có một hỏa, thì mình là người dễ bị thị phi điều tiết. Mình mệnh mà của mình nó là dễ trắc trở tình cảm, dễ thị phi điều tiết,
mình sống ở đâu, mình sống với ai cũng xảy ra điều đó. Đây là cái chủng tử nó có trong cái mệnh của mình rồi. Nhưng mà mệnh của mình là mệnh có tài phú, nó không có ổn định nhưng mà ít nhất là nó có. Trinh có muốn hỏi gì không? Tức là em cũng thấy em nói tính thì không biết em thấy được cái gì chưa? Thiền định là một phương pháp. Nóng tính là bản năng, nhưng mà bình tĩnh mới là bản lĩnh. Mà muốn được bình tĩnh thì phải có phương pháp và phương tiện. Thiền là một phương pháp, ghế ngồi, đệm ngồi là một phương tiện. Lên Google, lên YouTube, sờ tập ngồi thiền mỗi ngày. Xin lỗi các bạn, các bạn đi đến đây mình làm gì? Làm ăn kiếm tiền. Nếu mà có người kiếm chuyện kệ họ, mình cứ làm ăn kiếm tiền đi, kiếm tiền chứ không phải kiếm chuyện. Có tiền vào kiếm chuyện sau. Mình đến đây làm ăn kiếm tiền, nhưng mà thật ra ngày ngày mình kiếm tiền là mình nuôi thân thôi. Với hồi nãy giờ có vài bạn là cái vận không đẹp, thì bây giờ mình ngoài làm ăn kiếm tiền mà mình có cái cuộc sống nó rất là khó khăn vất vả không như ý. Thế thì kiếm tiền là chỉ nuôi thân, mình phải tìm cái phương pháp để mình nuôi tâm. Ngồi thiền là mình tự thưởng cho mình những cái giờ phút thanh tịnh. Một ngày 10 phút thôi, mới tập 10 phút thôi, ngồi nhắm mắt hít thở, không suy nghĩ gì thì không đúng. Mình lấy một cái điểm nào đó, tâm của mình trụ vào trong đó. Thế thì phương pháp của Khải Toàn, tìm trên YouTube đưa ra cái video đầu tiên á của Khải Toàn á, thì mình tìm một cái đối tượng nào đó để mình trụ vào. Dạ đúng rồi. Thế thì hít vào đếm 1, thở ra đếm 2 cũng là một cái phương pháp đơn giản. Thì ban đầu là giúp cho tâm của mình nó nhẹ đi. Thì tâm nhẹ thì tâm sáng. Căn phòng này rất nhiều bóng tối, mình không thấy bóng tối là do ánh sáng lấp đầy. Tâm trí của mình cũng y chang như vậy. Nếu mà mình để cơm áo gạo tiền tùy phức gì đó thị phi thì bóng tối nó chiếm đầy. Với cái mệnh của Trinh thì mình càng phải giảm đi cái tính nóng giận cọc tính của mình. Mình càng nóng giận, mình càng cọc tính thì mình càng làm cho cái vận mình nó kém hơn. Không có cái gì đúng sai. Ví dụ mệnh thị phi nè, nếu mà mình thường xuyên nghe pháp thoại, mình đọc kinh, mình đọc sách thì mình biết nè, kiếp trước mình vay, bây giờ mình trả. Ai mà đến mắng Khải Toàn cảm ơn, tại vì mình trả sớm. Trả sớm thì xong sớm. Còn trước đây tất cả những người ngồi đây mình không có nợ nhau thì làm sao mà đòi. Thế thì người mắng mình là do mình nợ họ. Nếu mà mình trả hết rồi mà họ vẫn còn mắng mình nữa thì bây giờ họ tạo nghiệp không tốt, mình nhận nghiệp tốt. Có rất nhiều phương pháp để điều phục cái tâm của mình, nhưng mà quan trọng vẫn là mình có cố gắng để mình cải biến hay không. Thường á là mình lấy lý do, ví dụ nói là không ngồi thiền được, mình tốn bao nhiêu năm để mình viết chữ, mình tốn bao nhiêu năm để mình học tiếng Nhật, giờ mới có ngồi có vài ngày tháng mình nó không được. Thì đây chỉ là một phương pháp giúp mình nuôi tâm, mục đích là tâm mình sáng thì mình biết cái gì đúng cái gì sai. Nãy giờ là chưa nói đến những cái gì mà nó lớn lao về giúp người hay là cái gì hết. Đang nói về những cái vấn đề đơn giản. Phong thủy là một phương tiện, ngồi thiền là phương tiện, rồi nghe kinh, nghe sách gì đó là một phương tiện. Thì những phương tiện này đơn giản để cải biến cuộc sống tốt hơn. Sếp còn dùng, tại sao mình không dùng? Hôm bữa thầy có chỉ một trong một bạn cái tính nóng, anh có nhớ là cái tính nóng tức là dư hỏa, thì mình phải trong cuộc sống mình phải cố gắng xa những cái nguồn cội gây ra hỏa. Ví dụ như anh nói là thích nhậu, thích nhậu, mà cái nhậu á, uống bia uống rượu á là hỏa, thì hỏa là sao? Là nó sinh ra cái nóng, đúng rồi, đi vô quán nhậu uống xong nó phừng lên là bắt đầu nóng tinh. Cái cách thầy chỉ về phong thủy như vậy, tức là mỗi cái sự vật sự việc là nó theo cái tính kim mộc thủy hỏa thổ mà. Thì quán nhậu là quán quán bar sập sình, đó là những cái chỗ mà nó
nó gây họa, nơi có nhiều sát khí, sát khí, à nơi có nhiều sát khí. Còn thành ra mình phải chọn cái nơi mà nó ít hỏa thì chắc phải tìm hiểu hả thầy hả? Dạ. Phải tìm hiểu, ví dụ như cái nơi nào là nó là thủy, nơi ví dụ dòng sông là thủy chắc chắn rồi. Mình ra bờ sông mình ngồi mình thiền hay là mình đọc sách cái gì chứ thì nó là mình giảm cái hỏa mình đi. Ngồi đó dòng sông đóng rồi. Đi thật thật. Đi à. Hay là trong công việc, ví dụ như mình gặp cái người nào mà cái tính mình biết người này cái tính hỏa là mình cũng cố gắng mình đừng có tiếp cận nhiều quá thì nó sẽ bị lên hỏa, đúng thế đó, thì cũng là cái phương pháp là giảm hỏa. Ở đây các anh chị có thường xuyên nghe pháp thoại trên YouTube không? Đang động có ai biết kênh của Toàn không? Mình thường mỗi ngày trên mạng xem nội dung gì? Địa chỉ trên gì ạ? Thì đó là mình coi một bộ phim á, xong rồi mình quên đi. Coi xong rồi nó chỉ là giải trí nhất thời. Nên mình cố gắng là mình tu, là trong cái pháp tu á, là cái mà mình loạn khó nhất đó là cái tham ăn, tham ngủ, tham địa chỉ. Mình không đoạn cái đó thì mình không có thời gian cho cái mà mình học. Nó chỉ là như vậy thôi, ngày 24 giờ như nhau. Nếu mà mình nói thôi thay vì coi bộ phim đi, mình nghe bài pháp thoại, thầy này không được thì nghe thầy kia. Trong cái pháp tu thiền của Thái Toàn thì đạo chung dung, nó là chung dung, có nghĩa là mình nên dành một nửa cho mình để mình không đánh mất chính mình. Mình đừng làm diễn viên là tại sao? Giờ đây ba người. À, ví dụ. Yeah. À, em thân với ai hơn? Ví dụ ha. Ví dụ là em thân với Hạnh. Thân Chi nha. Yeah, đúng rồi. Rồi thân với Chi còn kia. Hạnh. Rồi ví dụ là Chi với Hạnh đang gây nhau. À. Rồi em này đang là khán giả, đang nghi nhau về một vấn đề nào đó, không cần biết nữa, là ở đó là đang còn là có một cái luồng khí. Phải không? Mình đang gây nhau mà đang là nguồn khí, mình đang là nước lọc mà, xin lỗi mình không trong mình nước lọc đâu. Mình thấy gây nhau, cái mình đang là khán giả, cái mình sắp lại, mình nghe câu chuyện, cái mình nói cô này đúng, cái nhìn hạng hữu, cái nhìn thầm khô của mình không thể nào đúng sai được, cái mình có cái cảm tình mà, mình đang nước lọc mà mình vô là mình bị khuấy thành nước khác rồi, không còn nước lọc nữa, xong mình nói mình này, người này đúng, người kia sai. Xong rồi, sân khấu khép lại, ai sẽ trở về danh phận của người đó? Cái người mà mình bên á, thân phong bên phong, họ không nhớ đâu. Không phải là họ vô ơn mà họ bị công việc, cơm áo gạo tiền cuốn trôi đi. Cái người mà mình không bên á, duyên cái hành động đó. Đúng không? Đây là cái lẽ đời thường, nếu mà mình không thể nào định tĩnh thì mình không nhìn ra. Thế thì á, sau cái hành động đó mình sẽ trở về, tại vì cái cuộc đời này á, mình đóng rất là nhiều vai. Mình được gia đình chưa? Chưa đóng vai đau khổ lắm đâu. Mình đóng rất nhiều vai, nếu mà mình cái vai nào mà mình cũng mất bình tĩnh mà mình cũng xen vô, mình đang làm khán giả mình không chịu, mình xen vô, cái mình làm diễn viên, cái bị người ta nói câu này câu kia, cái mình không có bình tĩnh nữa, mình không còn là chính mình, thì quay trở lại là khi mình tỉnh dậy mình chỉ có mỗi tâm trí là quan trọng, mà mình bị cái lời này lời kia, mình không bình tĩnh thì mình bị mất trí quá dễ dàng vào một cái chuyện đó. Thế thì cái giải pháp là như thế nào? Đợi hai khổ gây nhau xong đi, còn mình đi lại mình nói một vài lời chân thiện thiện lành, đó là phương pháp. Chứ mình như bay vô mình vinh là gì? Người ta nói là tham, là người ba vô binh á, đôi khi họ tốt nhưng mà họ tham cái quyền là muốn chứng minh, nó chỉ là vậy thôi. Có một cái anh đó tốt bụng đó, là do ảnh tham giúp người ta. Thế thì cái đầu tiên là mình phải đoạn là tham thì nó mới ra sân, tham không được thì mình mới sân, thì nó mới si. Nó gọi là tam độc, thật ra đó là cái lẽ thường tình trong cuộc sống, nhưng mà nếu mà mình bình tĩnh thì mình nhìn thấy được mình không có phải bước vô đó. Nên đạo chung dung là cái gì mình cũng phải giữ lại cho mình một nửa để mình không đánh mất chính mình.
Dạ rồi, thế này xin phép. Dạ. Cảm ơn thầy cho chào phút đây. Vậy thì hôm nay chúng ta nhận được cái sự chia sẻ của thầy đúng không? Rất là đáng quý. Đây là những kiến thức mà thầy nghiên cứu, thầy tìm hiểu từ những người tiền cổ, từ bao nhiêu ngàn năm nay đúc kết lại. Đó là một cái giá trị rất là quý, mà không phải trong cuộc sống này ai cũng có cái kiến thức như thế này, mà những người có kiến thức như thầy chắc chắn cuộc sống chúng ta sẽ thấy rất là ung dung, rất là tự tại, đúng không? Nhìn mọi sự việc nó không còn cái sự đau khổ hay là cái phiền muộn gì hết, mà thầy đi muốn lan tỏa cái điều đó cho mọi người, cho nhiều người. Thì hôm nay cái câu chuyện là ngoài thì chia sẻ kiến thức á, thì thầy cũng có nhắn gửi đến chúng ta về cái công tác truyền thông. Thì khi gặp thầy á, thì mới hiểu được là sếp thì không có gặp thầy trên online, mà qua một cái hữu duyên từ một người thân giới thiệu, rất là tình cờ. Dạ, xin cảm ơn. Chúng ta hôm nay với những cái kiến thức như thế này, chúng ta về chúng ta chiêm nghiệm thêm để ứng dụng trong cuộc sống công việc, và hy vọng là mỗi người sẽ có một góc nhìn và mở ra một cái thêm một cái idea, cái hướng mới gì đó cho bản thân nha. Cảm ơn em. Chúng ta chụp một tấm hình kỷ niệm với thầy trên này nha. Đây về những cái kiến thức ha. Rồi, 2, 3, 4, 2, 3. Dạ rồi.